Chào đại gia đình, lại là Nguyên chất có phiền đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm hái ra tiền mà chỉ có tại Nguyên chất có phiền nhé. Và đây là nhân vật chính xe nóc 304 rễ, bền đẹp theo năm tháng duy nhất tại Việt Nam chỉ có chúng tôi có chịu được nắng mưa theo năm tháng không như xe gỗ, sắt tôn sẽ nhanh bay màu sơn rỉ sét và phải tốn quá nhiều chi phí để sửa chữa. Bạn ngừng bán một ngày nghĩa là bạn sẽ mất đi thu nhập mất khách hàng đúng không các bạn? Một xe dùng 3 năm hay một năm mua 3 xe là tùy ở sự lựa chọn sáng suốt của bạn sẽ được trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ như quầy ba di động tích hợp mọi công năng trên xe sử dụng thật tiện lợi. Với 29 triệu bạn đã có một giải pháp khởi nghiệp một vốn bốn lời này rồi. Đừng chần chừ và hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay hôm nay nhé. Không tốn chi phí mặt bằng, được đào tạo và chuyển giao công thức pha chế cà phê trà cacao cao độc đáo chỉ có ở Nguyên Chất Coffee. Bán sản phẩm sạch chất lượng có thương hiệu sẽ có nhiều khách hàng, thu hồi vốn nhanh sau 2 tháng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành tận tâm. Chẳng chừ gì nữa, không liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0944 33 4343 hoặc website cà phê nguyên chất.vn nhé các bạn. Hãy nắm bắt ngay cơ hội này, đừng bỏ lỡ, đừng để tiền rơi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong một video kế tiếp chúng tôi sẽ nói thêm về sản phẩm. À, nguyên chất có phiền tiên nha các bạn Xin chào và hẹn gặp lại